Để quay lại, để quay lại. Ôi giời, đi từ từ thôi. Từ từ bắt cho đi từ từ. Ừ, đây. Ơ, sao lại mất điện nhỉ? Mất điện rồi, tối quá. Thả nào xuống đi tiếp nào, đi ra đằng kia. Đi từ từ thôi. Để con đi đổi. Ok. Bà quay đầu cho Lào với. Ôi rồi, quay cả người luôn à? Nào, bọn con này ra kia làm diễn viên đi. Váy ra con gái đi, không muốn giống con trai quá. Ôi, tụt tù con ngã. Để mặc váy nào. Ê, trướng quá, này ghê quá. Ôi rồi, vui quá. Dám à, hello. Dịch ra. Hello. Hello. Tí nào để giải chiếu. Nào ra hẳn đằng kia đi, ra hẳn đằng trước kia luôn. Đây là thuốc lào. Thuốc lào chứ. Ôi trời ơi, vui quá. Đây là chú Ninh. Chào cả đây. Xin chào. Đây là Đức Cảnh. Đây là Béo và Trung Thầy. Đây là Vinamil. Đừng có nằm xuống đây Đức ơi. Đức ơi, nói mà không nhớ à? Tao cũng cười. Bình quá là không cho ăn sinh nhật bây giờ đấy. Tí nữa chụp ảnh cảnh sinh nhật. Vẫn đủ dưỡng đi. Thoải mái. Đây là mẹ Lào. Ngược mặt lên cái nào. Cười bắt nào. Ấy à, Lào nè. Lào ơi. Lào ơi. Đông nha. Quay rồi. Vật nhau đây. Ai à? Béo bao nhiêu cân rồi? À, 40 điêu, mày điêu 50 chưa? Chưa 50, nó mới 46 cân rưỡi. 46 cân rưỡi à? Học lớp mấy? Cháu còn đi được xe đạp của chú Ninh, là cái xe đạp của cháu. Đi được xe đạp là tốt. Lớn rồi. Còn anh gầy kia chẳng biết đi xe đạp. Anh gầy kia là lớp mấy rồi? Cháu chẳng biết. Ôi, thế mày lớp mấy? Hơi kém. Lào đi bắt ơi.
Bảo lấy váy đẹp để mặc ha. Đâu, chưa bảo mặc váy đẹp à? Ai? Kiểu vua à? Ác nhỉ, được. Nào, để làm kiểu ảnh nữa nhá. Sinh nhật Thúc Lào 1 tuổi, ở quê vui quá. Tẹt đâu? Tẹt nhà. Không đi à? Không. Đi có người yêu đến chơi không đi à? Chú đừng quay cháu xấu lắm. Thế thì là xuống dưới kia. Chơi nó xuống là con đứa đi tù. Nào, tao đố chúng mày bê được thằng béo lên đấy. Nào, mỗi người một tay bê nó lên nào. Không, đầu tiên nó phải nằm xuống, đầu tiên nó béo phải nằm xuống đây. Nằm xuống. Nằm ngửa xuống nào. Xong đấy, nằm ngửa xuống, mỗi người một tay một chân nào, bê nào. Xem khiêng được lên không? Nào, 2, 3, ôi, bắt được con lợn. Cảnh ơi, cảnh ơi. Không sắp lên luôn. Nào. Là kiểu. Ngồi đây để chuẩn bị. Thử bê. Nào, bắt đầu bê. Thúc Lào đây. Nhanh lên, sao chắc không được rồi. Ôi, Thúc Lào có váy đẹp quá. Hôm nay chải đâu chéo trời. Đẹp quá. Yeah. Ôi trời ơi, gội đầu bóng mượt chải chéo à. Ai vô đâu quá. Nào, đứng cạnh nào ấy. Chải nào cho nó đẹp vậy. Nào, chải lại nào. Lại. Ôi. Chải này chải đây. Nào ơi. Sinh nhật Thuốc Lào 1 tuổi. Chưa đủ 1 tuổi. Lào ơi. Lào à. Lào mang các cái ra đây chỗ này đi để sinh nhật chẳng có rồi tối quá nó ngủ mất. Lại cái thiếu đấy. Thế thiếu cả cái bàn này. Hai bàn. Miêu ơi, đỡ gì hàng bỏ ra. Có cái bàn cho phải để cái mâm chứ gì. Nhưng mà có mỗi lại bàn là bỏ gì? Bỏ bánh kẹo ra thôi. Để bàn đây để cái mâm rồi đi đưa thằng mến. Ôi, cần gì? Để hết xuống chiếu là được. Không cần bàn đâu. Vui quá. Ôi, Lào vui quá nhỉ. Hay là buồn ngủ rồi. Ôi, chứ cũng không nào thế. Ôi, bình tĩnh. Vui quá làm rơi cả xe luôn. Vui quá lắm cô. Không sao, bình tĩnh. Tôi đang sắm mở con mắt rồi tiên nào. Ai vào bê chữ. Bê cái gì? Đâu? Ôi, bê ra đi. Nhanh lên ông Thuốc Lào đi ngủ mất giờ. Nhanh lên ông Thuốc Lào ngủ mất. Thang, lâu lắm rồi không gặp. Gặp bữa không đi học gì chưa? Khó chứ? Cho nó mình không có chuyện đang ở trên mình và cháu quay đi à, cứ mở ra đi. Cho để lao ơi mà. À nào phải đội cái này chi? Mang đây đội luôn à. Đây. Thôi để lao thôi. Nó bút mẹ đội. Rồi. Nó bút 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 n
biết rồi. Đi 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 xa quá. Xin nha. Ờ. Nghe đâu. Không sao đâu. Nó chỉ ấy chạm ở ngoài tí thôi, tại vì đi xa. Vẫn ngon lành. Ngon lành, đi hơi bị xa. Đâu cái nến đâu? Đâu, Miu ngồi xuống. Có. Không không. Chơi một cây nến không? Bật lửa đâu nhỉ? Ôi, không phải đợi tiếng, phải gọi điện đi. Có số điện thoại không? Gọi luôn đi chứ đợi nào được để cho trẻ con nó còn oanh chén. Cứ cho bọn này oanh chén đi nha. Gọi gấu. Từ gấu à? Gấu đang hút thuốc lào đâu đây này? Gấu ơi. Gấu ơi. Gấu beo ơi. Phải gọi là phản huy đông ấy thì được. Dính à? Không sao. Ê hê. Kêu to quá. Hôm nay làm cái gì? À, bắt con quẳng nó chơi không? Lúc là nó bay mất nha, mọi người đi càn theo, kêu to quá nó khóc. Sắp đi ngủ rồi. Không, chưa thấy mình chăng? Đi. Cái thằng gấu thì chối. À, về
xuống đấy làm bạn với con nào rồi chứ. Đây ông bác. Đây con. Nào ăn nào. Cái gì nhỉ? Cái gì chú nhỉ? Ăn đi.
mời chú. Không, không ăn đâu. Chú đem đây. Ôi, không ăn đâu. Dạ thôi. Dạ. Con lửa đốt đây thôi, chả đây. Làm một tí đó. Không. Làm tí mà. Không. 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 Sinh nhật thuốc lào này quá trời, trời quá đẹp luôn. Không phải quà cái gì cả, cứ vui là được rồi. Sáng năm tôi sẽ mời cả bố mẹ, cả ông bà thôi. Năm nay là làm một tí gọi là nói tôi sẽ chơi cho vui thôi nhá. Ý mà yêu lúc nào cũng sang mình hiểu quá. Thế sang ngay nhá. Có tính lắm chưa? Bà có tính lắm. Đang nghĩ tới như mình. Con cháu nó chơi quê thì chú cầm nó không vui đâu gì đâu. Cốt phải giữ đường để nó làm với răng là được. Quạt đã thật được mà nó ngồi đấy. Chơi tông thả. Cho một cái điện này cho sáp. Ăn thế thôi. Ăn đây. Nên chơi được quá. Ngồi đây một quạt nữa. Ngồi quá. Đây không ngồi đây. Này, cảnh cảnh Đức ơi. Này, đây bên này chú ăn này, ông không ăn đâu. Tao ăn hai cái này. Đi cầm dưới. Đây chia nhau đi cầm dưới ai ăn ăn. Ăn quay video. Thôi đừng ngó đấy nữa, đi xuống cái kia đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, đi hội nhá. Kìa, cô cún đi à. 1, 2, 3 này, chúc Phương sinh nhật. Xong rồi, 1, 2, 3 này. Cún đi nhờ, về nhà đi nhờ. Xong 1, 2, 3 nữa là uống. Nghe thấy chưa? Nào, để ý này. 1, 2, 3, chúc Phương sinh nhật. 1, 2, 3, chúc Phương sinh nhật. 1, 2, 3, chúc Phương sinh nhật. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
vừa đưa tận nơi. Máy quay gờ đúng tận đi không tin gờ. Chịu quay này không nhìn thấy thuốc lào đâu cả. Đúng, chẳng nhìn thấy. Cô ăn gì đi? Ăn gì đấy? Ăn quả gì đấy? Ăn gì đấy? Ôi! Lào đang không nhẹ à? Đi. Mày nheo quá rồi. Đây, không được đứng dậy ngồi ăn đấy chứ. Ngồi đấy. Ok đây, đâu đây đây. Ô mà chăng xem lên rồi, tí bây giờ chăng lên đây với về này. Bây giờ chăng lên đây chỗ này với về nhá. Không. Ăn lượng con mái nhà này à? Mãi làm chưa? Ừ, hết rồi. Chúng tôi này mới đắp sàn bớt ra nào. Cô vào con gì để hát nào? Đây, cô ngồi đây. Con gì để hát? Ta chẳng biết hát cái bài để hát là à thì chú xì xù. Thế mới bảo là đợi mai mới chị đây. Nào. Nào. Con gì để hát? Cô lên đi để hát không? Cháu ơi.
Vân Hiệp là bọn ta hát luôn đấy. Hát luôn là luôn. Chẳng thuộc thì biết làm mà hát. Sáng rồi con bật lửa thì sao ấy. Đây. Ông bác cái nào quý nhảy lắm. Bỏ ông ngồi vào đi. Ông cứ là mình ông bấm trên thôi. Bãi lên phòng để hát cái nào chân đau nhỉ? Hát này. Ngồi đi hát. Nhà đưa cục đang thiếu người tổ chức. Bây giờ nhà đưa cục không có phải tổ chức. Đề nghị mọi người cho tôi. Đây là bánh kem này. Thôi, có để. Con biết hát đâu? 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 Con biết hát Ai đây? Ai cùng màu đi chơi đi đấy. Đi cùng màu. Hello. Ai cùng màu này lên. Hello, ai đây? Cô đi lại đây xin chào cháu đây. Ông ơi. Nhanh lên. Đây chuẩn bị hát đi rồi. Một, hai. Lên nước rồi. Bà cho lại tặng số Ha ha ha.
rồi, không đi. Ngồi hết. Quay chuyện mà. Đồ nó dưa dòng kìa. Bông lên nào kìa.
ngồi gì chung chơi? Cô đây ngồi gì trong lớp này? Rồi. Ông không ăn những cái là ông nên không ăn những thứ đấy. Ôi ông không thấy chưa? Ôi ông, ta mệt lắm rồi, ta xuống lắm ạ. Về chỗ ăn đây. Về chỗ ăn. Về chỗ ăn đi. Ăn đi ha. 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 Ôi dưới quay mặt là sạch được. Nhưng mà nặng quá khả năng em phải lấy ra để tháo hay vót bé bước. To quá nặng. Linh! Xuống. Này! Camera nó quay nhá. Đứng lại nhớ nhá. Cho nên nó nhảy lên lên đấy. Đánh đánh hồng phúc của người ra. Con béo ra thì vào lên nhảy hết. Không.
mà đấy. Kéo bàn nhá, kéo bàn để hộ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
快点切米油！快点切米油！
Cậu kêu là Minh ở đây, ông Dương này chú Minh mà. Nó đến chợ. Này, này đừng có đạp cao lắm. Thôi,